Chào mừng quý anh em chú bác mình đến với kênh YouTube chuyên về máy câu của em ha. Thì hôm nay ngày 18 tháng 5, em lên mình cũng là 18 cái mã hàng nha, hàng giá rẻ và hàng chuyên về máy câu nha. Thì quý anh em nào có xem video quá chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Còn đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like theo dõi để khi em up video lên anh em có thể chủ động xem trước ha. Về cái việc chốt đơn này, quý anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035, em tên Nghiệp nha. Em không chốt đơn cho mình lượng YouTube thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Còn về phí ship là mặc định 30.000 trên một sản phẩm máy câu hay cần câu cũng vậy, 30.000 sản phẩm thôi. Và quý anh em chuyển khoản trước hoặc là anh em mua hai sản phẩm sẽ lên sẽ được bao ship hoàn toàn. Đó là phần hỗ trợ của em đối với anh em mình ha, tất cả như thế này đó. Rồi em xin đưa thẳng chi tiết luôn ha. Con máy đầu tiên em gửi đến em mình con máy, con này hàng con Ruby và con này là full carbon nha em. Còn thân cấu thì tay quay carbon hết, full carbon Ruby XS. Đó, con này hàng in da băng là full carbon. Con này nó để 3.500 nhưng mà xe thật nó tầm khoảng 5.000 nha em. To lắm, xe thật nó có 5.000 nữa. Full carbon toàn thân, con máy còn đẹp. Và máy này là đổi tay trái phải được hết nha em, vẫn có chạy xước xác sau 5 tháng. Nhưng mà máy bãi là con này em đánh giá là còn đẹp. Và con này nó full sẵn dây bia trong máy nha em, dây siêu bền, dây này tầm khoảng số 5 số 6 gì đó. Cây này con này về anh em câu cá lớn được nè, khỏi phải tốn tiền mua dây nữa. Rồi cuộn dây siêu bền ha. Hàng Ruby. Đó, con này xe thật 5.000 và thông số dây nữa đây. Cước số 5 200m, cước số 4 250m luôn nha. Đó. Con này chạy 3 bạc đạn, đổ tay trái phải được hết. Mô bin 6. Máy nói chung quay cũng còn mượt mà nha anh em. Đó. Rồi con máy này mã số 1 nha, mã số 1 bán quý anh em mình giá là 400.000. Full carbon hết. Mã số 1 giá 400. Rồi tiếp theo lên cho mình máy mã số 2 nha. Con máy này là full kim loại. Con này hàng Daiwa nội địa Nhật luôn nè. Ủa dây nó quấn có gì đây. Con máy này hàng Daiwa full kim loại nha. Daiwa Sportlight ST 1.000. Mà con này sẽ thật 4.000 nha. Đó, full kim loại nè. Con này cũng ngoại hình còn khá đẹp. Hàng Daiwa nội địa Nhật luôn nha. Made in Japan nè. Full kim loại, đổ tay trái phải được hết, nút tem còn đầy đủ nè. Con này nó có cái logo trên đây nó bị mất rồi nha em, về anh em cắt cái khác anh em dán vô lại giùm em. Nó có cái nút đẩy dây này nè, mất cái nút đẩy đó rồi. Con này là mô bin sống, đó gờ lê hoạt động mạnh nè, đổ tay trái phải được hết nha em. Con này thì cước số 3 nè 330m, cước số 4 230m, cước số 5 180m ha. Đó, con này nói chung về anh em câu tha hồn câu, câu thiên thu luôn. Đó. Sai tầm khoảng 4.000 có. Nó đổi tay cho phải được hết nha. Và con máy không lỗi lầm gì luôn. Con máy này mã số 2. Mã số 2 bán quý anh em mình giá là 350 nha anh em. Mã số 2 350. Tiếp tục lên cho anh em mình là một con máy cũng là con Shimano, cũng là con Daiwa Sportline giống hệt con nãy, mà con này xe to hơn. ST 3.000 thì con này xe thật nó khoảng 5.000 nha anh em. Con này xe bạc đạn nữa nè. Đổ tay trái phải được hết, tem mát đầy đủ còn. Nó tay quay thì nó bị bong nước sơn hơi xấu nha. Đây nè, đó. Tem mát đầy đủ, ngoại hình cũng còn rất ok nè, cái tem còn đủ nha. Đó, con này tem mát đầy đủ. Size 5.000 nha anh em, mua bên sống. Đó, con này cước số 3 280m nè, cước số 4 là 250m. Đó, con này size tầm khoảng 5.000. Cái con này nó bị lỗi cối vậy em ơi, con này bán không được nha, con này bỏ riêng không bán nha nè. Con này bỏ riêng không bán nha. Rồi tiếp tục lên cho mình một con máy đuôi chuột nha nè. Con máy con hàng Shimano nè, Shimano đồ đơn nhập đuôi chuột nha. Size con này chắc size tầm 2.000. Có con này chạy bạc đạn nè, có rắc chạy bạc đạn dòng custom Shimano Radio 511. Đó, con này đuôi chuột nha nè. Đó, 59 bằng đuôi chuột. Đổi tay trái phải được hết. Con máy còn hoạt động ngon lành nha. Đây. Đó. Garfield Composite buồn nha, con này Shimano. Đó, thông số dây của nó đâu? Nó mất tiêu, nó mờ quá rồi. Cái gì 130m là thông số dây nó mờ quá, nhìn không rõ nha em. Mà con này size 2.000, hàng Shimano, có carbon,
thân thân kim loại nha. Đó, đổ tay trái phải được hết, mô bin sống. Tất cả đều không đổi lầm hết. Con máy này mã số 4 giá 270.000. Tiếp theo lên cho anh em mình con máy mã số 5 nha. Con này là full màu gold nè, mã gold full con máy luôn. Con hàng Ryobi MX30, con này size tầm khoảng 3.000 nha anh em. Đó, nó mất một cái bên tem này nè, tem thứ này nè, bên đây nó mất rồi nha. Con máy thì còn đẹp. Màu gold ha. Ryobi mất in da băng luôn. Con này cũng vậy, đổi tay trái phải được hết nha anh em. Con này size tầm khoảng 3.000. Cước số cước 0.3 vô 180m nè, cước 0.35 vô 130m, ratio là 461. Nó size tầm khoảng 3.000 mà in da băng nha anh em. Con này thì mã số 5 em bán giá 300.000 nha. Mã số 5 giá 300. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình là con mã số một con máy. Mã số 6 nha, con này đã qua Gigan S 3500 da có ABS nha, con này size thật khoảng 5.000. Có ABS nè. Cước số 4 vô 200m, cước số 5 vô 150m nha. Hàng đây qua Gigan. Đó, con này ngoại hình cũng còn mướt nè. Đó, hàng made in Thái Lan nha anh em, sản xuất tại Thái Lan và xuất Nhật nha. Đó, con lăn cối nó còn mướt, con này còn mướt. Đó. Con này còn rất là mướt mượt nha. Đó. Đây qua Gigan 3500i. Đó, con này mã số 6 nha anh em, đổi tay trái phải được hết. Con này mã số 6 giá 500.000 nha anh em. Mã số 6 giá 500. Rồi tiếp tục lên cho quý anh em mình một con máy Shimano Accord nha. Shimano Accord 2000. Toàn thân carbon hết. Con Accord 2000, chuyên cho anh em mình câu ISO hoặc câu lua rồi ha. Đó, mô bin sống nè. Cước số 2 150m, cước số 3 100m, cước số 4 70m. Đổi trái tóc trái phải được hết, con máy còn đẹp. Con này hàng Malaysia xuất nha anh em, còn tem lụa nè, sản xuất tại Malaysia và xuất thị trường Nhật. Đó, máy rất mượt nha, đổi tay trái phải được hết. Con máy này mã số 7 giá là 330.000 nha anh em. Mã số 7 330.000. Tiếp theo lên cho quý anh em mình con máy cũng đây qua. Con này hàng đây qua, đây qua ST600. Con này size thật nó khoảng 1.000 nha anh em. Đó, con này là full carbon toàn thân hết. Và con này size bạc đạn. Tem mát đầy đủ hết nè, dòng lông Caspul nè, cước số 1.5 130m, cước số 2 100m, cước số 3 65m. Full carbon hết. Đổi tay trái phải, bao lỗi làm luôn. Con này hàng made in Thái Lan nha anh em, cũng sản xuất tại Thái Lan và xuất thị trường Nhật. Size nó tầm khoảng 1.000. Rồi, con này mã số 8 bán giá 270.000 nha anh em. Mã số 8 270.000, con máy cũng còn mượt mà còn lành nè. 270.000. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình là một con máy Shimano Agilet 1000 nha. Shimano Agilet 1000, con này xài hai bạc đạn nè, con này còn đẹp nha. Nó có chạy xước nhưng mà tổng thể máy còn đẹp nè, tem mát đầy đủ hết. Hai bạc đạn Agilet 1000. Đó, con này thì cước số 1.5 vô 130m, cước số 2 vô 100m nha, size 1000 chuẩn luôn. Đó, hàng Malaysia sản xuất nha nè. Con này mã số 9 giá 370.000, đổi tay trái phải được hết. Mã số 9 370.000. Rồi chuyển qua cần nha anh em. Một cái cần này có cái bao cần và cây này là hai ngọn nha anh em. Cây này hàng của thằng Shimano cái gì nè. Đó, cái cán gỗ rất là sành điệu nha anh em. Cái cán gỗ nó dạt không? Cán gỗ rất là sành điệu nha. Hai ngọn luôn. Đó. Hai khúc, hai ngọn, đúng là cây Shimano nè. Đồ điện Nhật chính hãng nha anh em, Shimano. Thông số đây 2m1, hai khúc, một ngọn cứng 60 và một 40-60 và một ngọn cứng 80-130 nha, hai ngọn. Đó, cần còn rất là đẹp nha anh em, có luôn cái bao cần, một cái buông rồng rọc đây. Đó, 2m1 nha anh em, là chuyên biển nha trang Quyên Khánh Hòa, là câu sùng, câu cái gì, câu gọi là gì, câu bùng như câu gì đó, em không có rành nha. Nghe anh em nói vậy, anh em mua anh em hỏi vậy thì em cũng tư vấn anh em vậy nha, hoặc là anh em trong miền Nam mình câu em bị câu ngâm câu lăng xê rồi đó, hai ngọn nha, tha hồn câu, câu bạo lực câu gì đó câu, hàng Shimano chính hãng, nội địa Nhật. Cái này mã số 10 giá 500.000 nha anh em. Mã số 10 giá 500. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình một cái cần 3 khúc siêu bạo lực nha. Cây này hàng con Daiwa Kensaki. Daiwa thấy chưa? 3 khúc khoan cầu biển cứng 300, 3 khúc 3m nha anh em. Nó mấy chân khoan này nó quấn băng keo thêm gia cố thôi. Về anh em nó bị lỏng chân khoan nó gia cố này. Về anh em cứ ấy ha, dán keo lại mấy chân khoan giùm em ha. Đó, cây này là 3 khúc 3m cứng 300 nha, dành cho anh em quýnh siêu bạo lực nha. Chất liệu là phíp, hàng Daiwa Kensaki. Đó. Daiwa. Quý anh em thấy chưa? 3 khúc siêu bạo lực luôn, cứng 300. Những cây cần này nói chung là nó ít xuất hiện lắm nha, và anh em mình có nhu cầu thì mua.
Cây này là cây cầu biển nè, toàn bộ cây fuji cầu biển hết. Có những cái cần này giá cứ mấy trăm thôi. Anh em câu, nếu mà anh em mua những cần xịn với cây này thì giá mua không nổi đâu. Đó, anh em đang cần bạo lực khẩu đái ra câu cá khủng lục khủng gì đó anh em bút cái này ha. Cây này mã số 11 giá 900 nè. Mã số 11 hàng Đài Loan nội địa Nhật, chất liệu là phíp nha anh em. Và tiếp tục lên cho anh em một cần súp ba khúc, cây này chất liệu là phíp đỏ nè. Súp ba khúc nha anh em, cây này ba khúc 39 nha nè. Đó, hàng của Olympic. Chất liệu là phíp đỏ phen gặp nha anh em. Đó, ba khúc. Phen gặp đá xám. Hàng Olympic, đúng rồi, cây này Olympic nè, Amazon chuyên 3m9. Đó, Amazon mấy cây này về anh em thứ nhất em muốn bạc bãi nè, hoặc là anh em câu mấy cái cửa sông lớn đâu á, câu cá dứa, cá tra, cá bông lao rồi đó. Cái cửa sông lớn em câu này, hoặc là anh em muốn bạc bãi, hoặc là anh em quấn lục đâu ha, dành cho anh em mình tập chơi quấn lục đâu. Nó chơi nát những cái cần này rồi anh em đầu tư một cần xịn chất lượng anh em câu ha. Chất lượng là phíp đỏ cây này nè. Đó, cây này cứng tầm khoảng 30-30m9, cây này mã số 12. Giá 400 nha, cứng 30 có cần súp đó nha anh em. Mã số 12 giá 400. Rồi tiếp tục cũng chuyển qua cần tay, được mấy cái cần tay nè, cần tay phíp toàn cần tuyển không ạ. Đó, cây này là cây dài 5m4 nè, hãng của con gì đây? Không có rõ nha anh em. 5m4 made in Korea, sản xuất Korea, xuất Nhật, cũng là chất liệu là phíp nha anh em. Cây này dài 5m4 cứng tầm khoảng 4H đọt to nha. Ngoại hình còn đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Không có lỗi lầm, không có xước xát gì hết nha. Ngọn to nè. Đấy. Chất lượng là phíp như anh em, mấy cần tay chất liệu phíp hết nha. Cái này dành 5m4. Còn thông số chi tiết của nó để em báo cho anh em mình luôn. Tầm khoảng 4H. Cân nặng của mình là 325g. Mấy dòng cần này là toàn cần săn hàng không á. 325g, cây này ngọn của nó là 2 ly. Rồi cây này mã số 13 giá 300.000. Số 13 giá 300. Rồi tiếp tục em lên cho quý anh em mình một cái cần tay nha. Đó, cây này cần chất liệu là phíp nhưng mà nó giả trúc rất là đẹp nha. Cần tay lóng dài, cây này hãng của Apollo, nội địa Nhật, khỏi phải suy nghĩ nha. Nó có quấn thằng đặt cầm cho mình. Cây này tầm khoảng 3H nha anh em. 3H và nó dài 4,5m, cứng đều. Hàng Apollo nội địa Nhật, cây này cây giả trúc nha anh em. Cây này giả trúc khá đẹp đấy. Hơi bị giống luôn. Nó làm giả trúc hơi bị giống không? Chất liệu là phíp thôi nha nè. Ngọn là cây này ngọn chắc 0.8 thôi, ngọn lông phụng. Đó, 4,5 nha, cứng tầm khoảng 3H, cân nặng của mình là 170g. Rồi cây này mã số 14 bán giá cũng 300 luôn. Số 14 giá 300. Tiếp tục lên cho quý anh em mình một cái cần tay. Đây. Cây này cũng vậy nha anh em. Cũng chất liệu là phíp luôn nha, mà cây này còn hơi bị đẹp. Đó, cây này cứng tầm khoảng 4-5H nè. Sơn là màu sơn, là sơn nhám nha anh em. Sơn đen nhám còn rất là mới nha. Cây này dài như 5m. Cũng là ngọn to nè. 5m, 5m4, 5m2 gì đấy nè. 5m hay 5m2 gì đó. Cô còn rất là đẹp nha. Cứng tầm khoảng 4-5H. Một màu sơn nhám đen. Cần còn rất là mới. Chất liệu là phíp nha. Cân nặng của mình là 313g. Ngọn của nó là 2 ly luôn. Rồi cây này thì mã số 15. Bán giá 400 nha. Số 15 giá 400. Tiếp tục lên cho anh em mình một cần tay lóng dài. Cây này cũng chất liệu là phíp luôn. Cây này hàng của thằng Shimano đây. Nó dài 6m3 nha nè. Nó lóng dài nha, 6m3. Rồi, cây này cũng dài cứng tầm khoảng 4-5H nè. Cũng chất liệu là phíp luôn. Nó tất cả đầu lóng không có lỗi làm gì hết nha. Cứ dính bụi dính dơ thôi, về anh em lau lại sẽ sạch. Không có xước, không xước mẻ gì hết. Ngọn to đùng luôn nè. Đó, cây này dài 6m3, hàng Shimano nó cũng dài cứng tầm khoảng 4H nha nè. Cây này cũng tầm 4H. Và những cái dòng này là dòng chuyên săn hàng nè, nhưng mà nó là chất liệu là phíp, hàng giá tiền nha. 6m3. Cân nặng của mình là 448g, ngọn 1 ly 6 ly 8 gì đó. Cây này mã số 16 giá 500. Rồi tiếp tục lên cho anh em mình cũng là một cái cần tay, cây này hàng của Daiwa luôn. Cây này còn đẹp quá trời nè. Daiwa nội địa Nhật luôn nha, 5m4 nha anh em, cây này cả 4H. 5m4 400 5m4 nè. Đó, cây này tất cả các đầu lóng này có rim chống nổ hết nè anh em. Cây này về anh em quýnh khỏi sợ bị nổ đầu lóng nè, khỏi sợ tét lóng sức lóng đâu. Nó cần thì còn rất là đẹp. Cũng là chất liệu phíp luôn nha, hàng Daiwa. Ngọn to là ngọn của 2 ly á. Cây này cũng tầm 4H, hàng Daiwa nha anh em. Đó, những dòng cần phíp mà dòng cần toàn săn hàng không à. Mã số 17 giá 400. Cân nặng của nó là 360g. Rồi cây cuối cùng trong video hôm nay cũng là cái cần tay chất liệu là phíp luôn. Cây này hàng hãng của gì không biết, để Lisuri nè. 6m3 7 lóng nè. Đó, chất liệu là phíp luôn, giả trúc nha. 6m3. Cây này cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Cũng vậy, tất cả đầu lóng không lỗi lầm gì hết nha.
Đó. Ngon em, riêng nguyên bản của nó hết cũng vậy, cũng tầm 4h luôn nha anh em. 6m3 4h luôn nha. Nó chất liệu là phíp. Ngon, cái này có cả ly 6 ly 8 gì đó. Cái này cân nặng của mình là 576g. Cái này mã số 18, giá cũng 500.000 luôn nha. Đó là tất cả những video hôm nay. Thì quý anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192005 em tên nghiệp nha anh em. Rồi xin chào tất cả quý anh em mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.